Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn là cách mình thay đổi cái logo và chỉnh sửa một số cái thông tin ở trên cái phần header này nha. Để làm được việc đó thì phải đăng nhập vào quản trị website. Khi đăng nhập quản trị website mình sẽ có một cái thanh quản trị trên này đó. Rồi mình sẽ vô phần là tùy biến ở đây để mình đổi logo vô đây đó. Cách thứ hai cũng vô được với chỗ y dày. Cách thứ hai nếu mà nằm trong ở trong phần trang quản trị, trang quản trị thì mình cũng vô chỗ đó là Lastsome thêm option. Đường này cũng vô giống như cái chỗ hồi nãy, cũng dẫn tới chỗ hồi nãy luôn, cái chỗ mà vô chỗ tùy biến á. Nó y nhau. Hai cách y nhau. Rồi, mình muốn đổi logo mình sẽ vô bằng header. Và mình sẽ nhìn thấy cái chỗ dưới bên đây. Ở bên đây thì sẽ có chia cho mình là một phần, hai phần và ba phần, bốn phần, chia làm bốn phần nha. Rồi thứ nhất, phần đầu tiên chỗ này là phần hiển thị, là phần xem trước. Khi mình chỉnh sửa, sẽ thay đổi trên này, trên tên cùng đây tôi đang dán chuột nè. Và phần thứ hai, phần bên dưới này là cái lưới, cái sơ đồ vị trí của các mục nha. Và phần ở dưới cùng là những cái nó đang có nhưng mà không dùng nha. Còn ở đây là những cái thanh menu mình muốn vô, muốn sửa mục nào mình sẽ vô mục đó, top 3, header, vân vân các thứ mình vô đó. Đó là tổng thể như thế. Ở đây tôi cần sửa cái logo thì tôi sẽ vô phần logo nha. Thì ở dưới cái phần mà sơ đồ nè, sơ đồ chia cột tùm lum la đây nè, chia cột đây đủ thứ hết. Thì cái nào có cái bánh răng cưa thì cái đó cho phép mình thay đổi và chỉnh sửa. Cái nào không có bánh răng cưa thì ngay ở vị trí này mình không có quyền sửa nó. Mình sẽ sửa nó ở một chỗ khác. Tại vì nó chỉ là liên kết thôi chứ không phải là cái gốc của nó nằm đó. Vậy cho nên ở đây mình muốn sửa logo thì mình thấy logo có bánh răng cưa chắc chắn mình sửa được nha. Logo có bánh răng cưa thì chắc chắn mình sẽ sửa được cái logo nha. Rồi cách thứ hai để mình sửa nữa là những cái phần trên này mình muốn mình nhìn trên cái phần mà xem trước nè. Như logo muốn sửa thì mình đè phím shift, mình lắp đôi chuột của logo thì nó dẫn lên tới cái chỗ mà sửa logo cho mình luôn. Đổi logo mình luôn. Đó. Quay lại. Rồi giữ shift bấm vô. Giữ shift bấm vô để dẫn vô cái chỗ sửa logo cho mình luôn. Đó. Rồi hoặc là mình sẽ bấm vô chỗ logo này, nó cũng ra chỗ logo cho mình luôn nha. Đó. Bắt đầu mình sẽ vô thay đổi logo. Tôi sẽ sử dụng cách là sử dụng bánh răng cưa cho tiện hơn. Logo bấm bánh răng cưa. Rồi sau đó tôi remove cái logo này, logo email nè, ngay chỗ này là logo email, mình thấy nha. Remove cái logo này, tôi select file và tôi chọn cái logo, tải tập tin lên, chọn tập tin và tôi sẽ lấy cái logo của một bạn nào đó đi. Tôi lấy cái logo của bạn, nãy tôi nói bạn lấy bạn Kỳ Thư đúng không, tôi lấy logo của bạn này đi. Đó. Đó. Logo bỏ vô, cô xin hiểu đây, bỏ vô. Nó chưa lên, từ từ nó phải đăng cái nó mới lên. Ở dưới đây cũng vậy, remove logo mình muốn này và bỏ vô. Đó. Rồi cái biểu tượng này cũng được xóa bỏ biểu tượng. Biểu tượng chính là cái icon ở trên này ha. Biểu tượng này chọn biểu tượng và con này vô. Đó. Biểu tượng mình cắt ngay chỗ đây nha. Mình cắt lấy cái biểu tượng thôi. Cắt ảnh. Đó là xong cái logo này bị sai nè. Logo này phải là PNG nó mới rỗng nền, chứ nó có cái miếng trắng này là không được nè. Phải cắt lại PNG. Thì thư chuẩn bị hình design nè. Phải đổi cái hình khác. Cái hình này là bỏ vô là không được, thấy giờ bị đổi nè. Đó là cách đổi logo nè. Rồi ở đây nó có một số chỗ nào đổi nữa không? Lóc 1 kế bên logo.
Rồi tiếp theo. Tiếp theo là chào mừng đến website bán hàng gì đó đúng không? Chỗ này muốn sửa chữ là bán đang cưa nè. Vị trí đó nè, ngay chỗ top 3. Đó, top 3 bấm vô HTML nè, bấm vô. Ở đây chào mừng đến website bán hàng gì đó. Gõ vô. Đây, có chữ đây. Nha. Nghĩa là trong cái chỗ header này mình có thể sửa được là logo và cái câu chào ở đây thôi. Còn những cái khác thì mình chưa sửa được, tại vì mình sẽ sửa được nhưng mà mình sẽ sửa được ở phần khác. Top 3 này nè, nghĩa là top 3 chính là tài khoản, sản phẩm, hệ thống cửa hàng nè, thấy không? Thì ngay chỗ đây là nằm ở top 3 menu, không có bánh ăn cưa, không sửa được. Cái chỗ trang chủ giới thiệu sản phẩm đại lý tuyển dụng tư tức liên hệ là nằm ở chỗ cái menu nè, thấy không? Thì cái menu này không có bánh ăn cưa cũng không sửa được. Ngay chỗ danh mục sản phẩm nè, vertical menu nè, nó không có bánh ăn cưa cũng không sửa được luôn. Ngay chỗ giỏ hàng này có thể sửa được, giỏ hàng bấm vô biểu tượng bánh ăn cưa, mình thể đổi biểu tượng giỏ hàng lại thành biểu tượng khác cũng được nè, đổi lại thành biểu tượng khác đó. Vậy thôi đó. Còn những cái khác thì mình sẽ sửa ở một chỗ khác, ở ngay chỗ đây chỉ là cái liên kết thôi. Còn cái gốc của nó ở đây chỉ có cái logo và cái HTML1 là cái chào mừng thôi, mình sửa được hai cái chỗ đó. Được chưa? Còn cái màu, có màu đây vẫn sửa được nha. Cái màu tôi nói sao, giờ thứ hết thì mình sẽ làm theo cái mẫu này, màu này đi. Còn màu giờ mình sửa, khoan sửa đã. Cái màu mình sửa hết, sau tôi sẽ có một cái màu bài này sửa màu sao. Bây giờ sửa màu nó rối lắm. Đó là phần header, logo ha. Rồi mình xong. Ha. Rồi kết thúc cái video ở đây luôn. Rồi ra review chứ. Xong mới ra review chứ. Chưa. Review mình thấy thay đổi nè, thấy không? Thay đổi nè. Thay đổi là xong. Rồi kết thúc cái video đây ha.